Xin chào mọi người nhé, mình là Hải Suvin đây. Mọi người ngày hôm nay của mọi người thế nào? Ở bên này thì hiện tại bây giờ là 5 giờ 15 chiều. Ngày hôm nay thì là mình sẽ đi chợ và sẽ quay cho anh em để được biết là siêu thị ở Nhật như thế nào nhé. Nào, mọi người cùng đi cùng Hải Suvin nha. Ico. Ui, đi ra ngoài thời tiết nóng lắm mọi người ạ. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 2022. Thời tiết hiện tại bây giờ là khoảng 29 30 độ mọi người nhá. Con xe đạp này của mình đi cũng 4 năm rồi mọi người nhá. Từ lúc sang Nhật ấy thì là công ty ở bên Nhật cho mình cái xe đạp cũ này. Sửa thì cũng rất nhiều lần này, vượt qua cái tiền mua con xe mới. Ở bên Nhật thì thủng xăm thì cũng rất là ít, không biết các anh em thế nào chứ mình thì thay lốp thay xăm liên tục. Thì cũng có thể là do lúc mình sang Nhật ấy là do cái xe này nó đã cũ sẵn rồi, nên là đi nó mòn lốp mòn xăm thủng xăm thì cũng trên dưới chục lần rồi. Đi qua mấy con dốc đến công ty ấy, là chỗ đấy là đường nó gồ ghề nên là không hiểu sao lại dính đinh, không biết là đinh tặc nó ở đâu. Hôm nay dự tính là đi mua ít rau củ xem có cái gì không. Mình thì lâu lắm rồi mình cũng không đi chợ, chắc phải hơn tuần rồi. Cũng chán nản, cũng chẳng muốn ăn cái gì cả, cũng ngại đi ra ngoài. Thì trong ví của mình bây giờ còn khoảng 3 sen, nó tương đương khoảng 600 nghìn. Thì đi chợ một lần thì cũng mình mua chẳng khoảng tầm 1 triệu tiền Việt Nam, tầm đấy. Con đợt thì hơn, nhưng cũng có đợt thì ăn trong ngày thì mua cũng ít hơn. Từ chỗ mình ở ra đây mất khoảng tầm 150 mét cho đến 200 mét thôi. Cũng gần, cũng khá là tiện lợi. Thì mua sắm hay là chợ hay là cây ATM thì đều ở gần đây cả, rất là tiện mọi người. Còn chợ chính mà mình hay đi thì cách đây khoảng tầm hơn 400 mét. Ở trên đây là suốt 100 yên mọi người nhé. Hiện tại mình sẽ ra ngân hàng FBC để rút 2 mang 2, tương đương với khoảng hơn 4 triệu nha. Mình sẽ rút tiền và đi chợ. Ở đây là gần ga, ga này là ga Sone, thuộc quận Tozonaka. Và siêu thị ở đây thì cũng cách đây khoảng tầm 450 mét thôi, nên là mọi thứ mình mua sắm cũng khá là thuận tiện. Ở bên này là đang đèn đỏ nên là phải đợi đèn xanh mới được qua đường. Đèn xanh rồi, qua đường thôi. Ở bên Nhật thì đi giao thông đi ở bên trái, đi xe đạp, đi bộ. Đi bộ thì có thể đi hai bên, nhưng mà đi xe đạp, đi xe máy, ô tô thì mặc định là đi bên trái mọi người nhé. Đây, đường phố ở Nhật thì khá sạch sẽ. Ngân hàng qua mini thì rất là nhiều, cũng khá là tiện lợi trong việc di chuyển đi lại. Mình sẽ tạm thời để xe ở đây để mở cho nhanh. Ở bên nhà thì chủ yếu là đi xe đạp mọi người ạ. Xe đạp nhiều hơn là ô tô, xe máy. Nay là thứ tư trong tuần nên là mọi người rút tiền thì cũng thưa. Còn những cái ngày cuối tuần ấy mình đi ấy, mọi người xếp hàng đông nghịt cơ, ra tận bên ngoài cơ, đợi lâu lắm. Thì ở đây thì người Nhật người ta rất là kỵ cái việc là nói chuyện riêng ở những cái chỗ đông người ấy, hoặc nói tiếng to. Đây là thẻ ngân hàng của mình nhá. FBC thì cái thẻ này thì là hiện tại ở Nhật thì cũng khá là phổ biến, nhưng mà vẫn sau Zutio thì người Việt mình nghe là dùng nhiều nhất ấy. Ở Nhật ấy, thì họ có cái văn hóa xếp hàng ấy. Dù là ở Nhật bạn đi siêu thị, đi mua sắm hay là đến quán ăn ấy thì là cũng đều phải xếp hàng nhá.
Nhất là những cái lúc đông người thì mọi người cũng rất hay nhường nhau. Đấy là văn hóa lâu đời của Nhật chứ không riêng gì bây giờ. Đây hiện tại thì mình cũng đang đợi những người mà người ta đang đứng trước mình này sắp tới này. Nốt người này là tới mình được rút tiền mọi người nhé. Đợi cũng nếu mà đông thì cũng hơi sốt ruột. Bây giờ hơn 5 giờ chiều rồi, mọi người tan ca hết rồi. Thì mọi người bây giờ chắc là đang trên đường về nên là rút tiền vẫn còn thưa. Chứ còn tầm nửa tiếng nữa thì chắc là đông nghịt. Ôi đến lượt mình mọi người ơi. Đây là máy rút tiền, tên của máy là ngân hàng MBC nhé. Mà mình cái thẻ này của mình thì ngày trước mình sang Nhật đây thì là nghiệp đoàn ấy họ làm cho mình. Đây mình ấn vào dòng đầu tiên này. Nhìn chung là cái cách rút tiền nạp tiền của các máy ATM là giống nhau hết nên là cũng dễ sử dụng, cũng không có gì khó khăn cả. Mình thì ở Nhật cũng lâu rồi. Mình nhập mật khẩu. Đây là số tiền mình ấn nhé. Còn trong này còn 2 man 2 thì mình rút hết. Để lần sau mà mình không phải đi nữa, lần sau mình cứ thế, mình có tiền rồi mình đi chợ thôi hoặc mua đi mình mua. Đây xác nhận tên. Ok, đây là phiếu nha. Rồi, có tiền rồi đây. Mọi người đi chợ cùng mình nha. Mình đã rút tiền xong rồi mọi người nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi chợ nào. Con đường này rất là quen thuộc với mình. Thì cũng đi qua đi lại cũng 4 năm rồi. Mình sắp về Việt Nam rồi, chắc khoảng hơn 1 tháng nữa là mình về Việt Nam. Điều trị thì cũng xong rồi nhưng mà mình vẫn chưa hài lòng với cái kết quả mà bệnh viện người ta bảo là khỏi rồi, không làm sao. Mình cũng chưa đi giám định sức khỏe. Thì các anh em có thể xem những cái video trước mà mình làm về mình đi bệnh viện ấy, khám chữa bệnh ấy, đến ngã tư đợi đèn xanh qua đường. Đây là ngã tư của trấn Sumê của quận Fujinaka của Osaka. Nhiều bạn đi sang Nhật ấy thì là ban đầu thì thích đi khám phá, thích đi chơi, đi ra chơi ở những chỗ mà nó nổi tiếng, nó sầm uất này, mua sắm này, hay đi các cái danh lam thắng cảnh, chỗ nào đẹp thì đi. Ở Osaka thì có Osaka Zo, có thủy cung Osaka, rồi bảo tàng lịch sử, bảo tàng mỹ thuật, đài quan sát Osaka, rồi là khu mua sắm Yoroashi hay là Nam Bà. Mình thấy cái Nam Bà ấy, nhiều anh em ấy rất hay ra đấy, mà nói thẳng ra là người Việt mình đi ra đấy rất là đông, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Mình thì mình đi chơi thì đi chơi gần hết rồi, còn thủy cung Osaka nữa là mình chưa đi. Thì sang lúc sang thì khám phá thì tò mò chứ đi nhiều thì cũng chán rồi. Mà đây con đường này là con đường mà mình đi ra số 100 yên đi ra ngân hàng đi đâu mình cũng đi qua con đường này. Còn là cũng có một lối nữa ở phía bên tay phải đi lên đây này. Đây chỗ này rẽ phải cũng có thể đi ra được chỗ nhà ga. Thời tiết dạo này nóng lên rồi mọi người ạ.
Ngày hôm nay thì mình thấy thời tiết ở bên này thì nóng hơn hôm qua, nóng hơn nhiều, trời bắt đầu sang hạ. Buổi sáng là khoảng hơn 4 giờ một chút là đã mặt trời đã lên rồi, là đã ánh sáng đã rọi vào nhà, đã không ngủ được rồi. Mình vừa đi qua chỗ mình ở cách một đoạn thôi, bao giờ cũng đi xuống cái con dốc này thì sẽ tới siêu thị, tên siêu thị là Gio Mự, bán rất là nhiều đồ ăn và thường thường là buổi chiều thì sẽ có hàng giảm giá. Ở bên này thì mua hàng giảm giá buổi chiều ấy thì chỉ mất một nửa tiền giá thôi, hoặc một nửa giá. Rất thích hợp cho các cái bạn học sinh, sinh viên, những bạn sinh viên đi du học hoặc người lao động. Đây hiện tại đang đèn đỏ, mình đang đợi đèn xanh để qua đường. Ô tô ở Nhật thì cũng rất là rẻ mọi người nhé. Có thể là 1-2 tháng lương các bạn có thể mua được một cái con xe ô tô cũ. Bên này thì Nhật Bản cường quốc hàng đầu của thế giới về sản xuất ô tô, linh kiện ô tô nữa. Nên là để mua một cái ô tô thì nó giống như là ở Việt Nam mình dùng tiền mình mua một cái xe đạp hoặc một cái xe máy cũ. Thì bên Nhật ai cũng có thể hoàn toàn mua được một cái ô tô cũ để đi nhá mọi người. Ở ngoài đường thì rất nhiều những cái cây rau diếp cá này, hoặc là cây ngải cứu nhá, rất là nhiều, mọc nhiều. Và người Nhật thì cho rằng đấy là cây rau dại và họ không bao giờ họ ăn, kể cả cá ở mương, ở sông cũng thế. Họ nghĩ là ở sông và ở mương ấy, nguồn nước rất là bẩn. Vì họ cũng quan điểm là chỉ có ăn cá ở biển thôi. Nguồn nước biển thì nó sạch và nó có độ mặn, nên ăn uống nó sẽ rất là an toàn. Các bạn Việt Nam sang bên Nhật này thì thấy cá ở sông, ở mương, hay là ở những cái rãnh nước mà ở ven những cái cầu ấy, là các anh em hay bắt và ăn uống bình thường. Nhưng mà người Nhật thì họ rất là ăn dên, nên không bao giờ họ ăn những cá đấy nha mọi người nhé. Cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ hiếm người ăn luôn. Đây sắp tới rồi, ở xa xa kia ở chỗ ngã tư kia có một cái dòng chữ Hán này, nghiệp vụ về sư bà Gio Mự siêu thị. Mình sắp tới rồi, có cái này nè, xem ngày hôm nay ở siêu thị bán những cái gì nhá. Thật ra thì hôm nay mình đi là mình mua cần tây và mình mua tỏi, xem hoa quả có cái gì không thì mình về mình chế biến sách bò với cần tây tỏi. Đây là mua thêm chuối. Tới rồi mọi người ơi, thời tiết 5 giờ chiều mà nắng gắt quá, em có thể đi tốt hết mồ hôi rồi. Xem có chỗ để xe không, đây vẫn còn chỗ để xe, hơi hẹp, bon chen tí, bon chen với đời. Mọi người cùng mình đi vào xem nhá, xem có đồ gì không. Mình sẽ lấy một cái giỏ để đựng đồ. Và đi quân giãn bài ngọt mắt bụi quá, dặm cái mắt. Chuối dạo này lên giá này, mọi người mua hơn 100 yên, giờ lên 180 à. Mình sẽ lấy một túi nhá. Dưa hấu nên làm một miếng nhỉ, khoảng 120 miếng này nhá, 120 miếng này mọi người.
Rau cũng nằm một cuộn đi. Dưa chuột. Cho nào ngày hôm nay vấn đề chính là đi mua tỏi và cần tây. Cần tây đây rồi. Ok. Giờ đi mua tỏi nữa là về. Rau giảm giá buổi chiều này mọi người này, giá không? Rau giảm giá buổi chiều. 20.000 ba quả quýt. Mua luôn. Mình cũng không biết quả này là cái quả gì. Giống như củ dưa ấy. Nhỏ mận thì cũng khoái lắm. Chẳng mua được cái gì, mình cũng không khoái mấy cái đồ giảm giá này. Bởi vì đấy không phải sở trường của mình. Thế mà mua cần tây rồi này. Giờ đi mua tỏi. Thôi ngày hôm nay mình mua thế thôi là đủ rồi, về thôi. Tôi đi đâu rồi? Liên lạc mấy lần không được. Anh biết lời việc. Sao? Làm sao? Nhậu. Yeah, gọi mấy lần sang nhậu không được. Có mấy suất cơm thịt bò không ăn, anh không ăn em lại vì cho người khác. Cái chân nào? Em á. Vẫn làm gì đấy chứ? Không làm gì, em sắp về nước rồi. Em giờ đang đợi về. Công ty nào à? Không, em về mà. Nay mới đi chợ, em bao ngày hôm nay mới đi chợ. Chân tay nói chung là nó cũng chưa ổn. Bây giờ nói chung là bây giờ nấu ăn thì được rồi. Giờ nấu ăn thì cũng nấu được rồi, không khó khăn như trước. Nào rảnh sang chơi tối sang. Tối sang đây chơi. Giờ
tóc dài đây. Ôi làm gì em tay chân này, bác sĩ ở bệnh viện ấy họ bảo là ok khỏe rồi nhưng mà tay thì vẫn bị gãy xương ngón trỏ này. Công ty mới họ hủy visa rồi do là đợi em chữa trị lâu quá ấy. Công ty cũ bây giờ họ bảo là bây giờ khỏe rồi thì bồi thường cái gì, họ không bồi thường cái gì cả nhé, hơi bất công. À, ngày kia em lên cục lao động em hỏi xem được bồi thường gì không. Em đang nghi là bọn này ăn dây với bọn bác sĩ ấy. À, ý là ngày trước ấy thì ngày trước bên nghiệp đoàn công ty nó bảo là cứ chữa trị xong đi còn nó sẽ bồi thường, còn kể cả 300 man ấy, công ty này lớn bồi thường kể cả 300 man hay bao nhiêu nó cũng có. Giờ là nó sẽ cố gắng nói với bên bảo hiểm ấy, sẽ xin cho em để em được tiền khuyết tật ấy. Bây giờ nó lật kèo hết rồi. Bây giờ nó lật kèo rồi, bây giờ nó không chịu trả hay cái gì cả. Không, bây giờ nó ra, cái hôm trước em ra thì nó nói chuyện với bác sĩ 1-2 tiếng đồng hồ xong nó bảo em về trước. Không biết là nó có quan hệ gì không. Bác sĩ 2 lần bảo là phẫu thuật cho em nhưng cuối cùng là không có. Tức là bây giờ nó bảo là nó không đưa đi giám định nữa. Thế thì bây giờ em đang liên hệ đây xem là nghiệp đoàn cái công ty nó đang muốn em về nước sớm này, nó muốn thoát khỏi mình, nó không có trách nhiệm kiểu thế. À này, sang em lấy mấy lon bia, em có khoảng 1-2 lốc vất đấy em không uống. Uống khỏi được hết. Để ngăn đá anh mang về uống. Không, không sao được. Bia mới mua cũng mua kêu mự này, em vất ngăn đá em không uống được. Uống nó nhức tay ấy. Đi sang em chơi đi. Không lấy cái đồ á. Rồi. Thế nào rảnh sang em lấy bia nhá. Vâng, em về nhá. Hôm nay vừa đi siêu thị gặp một người Việt Nam là ông anh kỹ sư ngày trước cũng chơi với mình một thời gian, nay tình cờ gặp ông anh ấy. Bảo nhà mình có mấy lon bia, bảo ông anh sang lấy về mà uống. Tay mình hiện tại vẫn còn đau, uống nó bị nhức. Tay đau cũng không buộc với cái túi này. Quàng vào trong cái bắp tay mà cho gió xe. Hiện tại mình đang trên đường về nhà mọi người nhé. Từ đây về nhà khoảng 450m rồi. Tí nữa dòng lên cái con dốc kia thì chắc là cũng tốn sức đấy. Nhìn chung là tay đau thì làm gì nó cũng bất tiện. Làm gì nó cũng vất vả ấy. Bây giờ Việt Nam sống chung với dịch thì mở cửa đường bay rồi, nên là các bạn Việt Nam sang đấy cũng khá là nhiều. Cũng lâu lâu khoảng 1 tuần mình đi chợ 1 lần, đây cũng thấy gặp mấy bạn Việt Nam này. Nhìn mặt cái là đoán ra cũng phần nào rồi. Nghe tiếng nói chuyện đúng tiếng Việt mình. Rồi, sắp về đến nhà rồi. Đi lên con dốc này là tới nhà mình. Đi qua con dốc này một chút. Nhà gần trường học. Thuê 1 tháng khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu tiền thuê nhà mọi người. Cũng rẻ tương đương với thuê nhà Hà Nội, thuê phòng chứ không phải là thuê nhà.
Ở Hà Nội thì chắc là thuê ở chung cư mini ở mấy chủ chẳng hạn. Ở mấy những cái nhà mini nó giống như chung cư ấy thì cũng phải tầm đôi triệu. Còn ở phòng trọ kiểu bình dân ở Hà Nội như trước mình ấy, cũng chắc phải 6-7 năm này. Ngày đi thuê khoảng tầm 500.000 đến 800.000. Bây giờ không biết ở giá thuê cho thuê phòng ở Việt Nam thế nào. Mình thì đèn xanh rồi, đi sang thôi, dành cho người đi bộ, đi xe đạp. Mình đi lên con dốc này. Con dốc này mình sẽ đi lưng chừng với một tay mình cầm điện thoại, với lại là tay cũng đau nên là cũng không có cố để lên con dốc này. Ngày trước thì kể cả là trong gió có đồ mà khỏe ấy, đi lên dốc này là bình thường, mặc dù xe đạp nó rất là ọp ẹp. Này, đường Nhật Bản thì khá là sạch. Nhật Bản thì mình nghĩ là sạch sau Singapore. Ở những vùng quê thì vẫn có rác là bình thường, ở đâu cũng thế thôi, nhưng mà nhìn chung là sạch. Đây, những cái hàng cây này là cây hoa anh đào ấy mọi người nhé. Cây hoa anh đào này, những cái hàng cây này thì mới rụng hoa cách đây khoảng mùa khoảng 2 tháng. Lên thôi. Đeo khẩu trang nên hơi khó thở tí. Rồi, mình ở trên tầng 2 nhé mọi người. Đây này, tới nhà mình rồi. Tới nhà trọ. Xe để dựng ở góc này để cho người ta đi nó đỡ vướng. Đi lên nhà thôi. Đây là thùng hoàng thư của mình nha. Bong muốn ốc rồi. Ui, đi lên tầng thôi. Ui, nóng quá, nhà như cái nồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sắp đồ cho trong tủ lạnh rồi mình thay quần áo. Rồi và bây giờ mình sẽ cho đồ trong tủ lạnh nhá. Ăn rau nhiều cũng tốt cho sức khỏe. Xong tí phải đi tắm luôn thì sẽ nóng lắm. Chuối thì để ở ngoài. Món dưa hấu này 120.000 mọi người, chưa tính thuế. Thuế thì bên này 10%. Tỏi thì mình mua hơi nhiều. Bây giờ lúc về Việt Nam chỗ tỏi em sẽ ăn không hết. Rồi mình xin khép video tại đây nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Hải Suvin nhá. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người vào video sau. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn mọi người.